nhân kỷ niệm 30 năm ra đời và phát triển của Geyser Liên bang Nga, gần 10 năm Geyser có mặt tại Việt Nam, và đặc biệt là kỷ niệm 1 năm ra đời và phát triển dòng sản phẩm máy lọc nước Nano Ecota, dòng máy lọc nước nano cao cấp nhất do Geyser sản xuất riêng cho nguồn nước tại Việt Nam. Đại diện phái đoàn phía Geyser Liên bang Nga do ngài Blindiaev Alexander quản lý và Sergei Pinev, trưởng bộ phận xuất khẩu, đã có buổi làm việc quan trọng với lãnh đạo Minh Anh Water về kế hoạch phát triển dòng sản phẩm máy lọc nước Nano Ecota tại Việt Nam trong các năm tiếp theo. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Minh Anh Water và đại diện Geyser Liên bang Nga đã thống nhất được mục tiêu chung, kế hoạch và lộ trình hợp tác cụ thể giữa hai bên trong 3 năm tiếp theo, từ 2017 đến hết 2019. Nội dung bao gồm cam kết của Minh Anh Water về mục tiêu phát triển thương hiệu Ecota, kênh phân phối, hệ thống chăm sóc, dịch vụ sau bán hàng, cũng như doanh số của máy lọc nước Nano Ecota trong 3 năm tiếp theo và kế hoạch triển khai. Geyser Liên bang Nga cam kết cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm máy lọc nước Nano Ecota, cam kết về chính sách phân phối độc quyền dòng sản phẩm máy lọc nước Nano Ecota với Minh Anh Water, cũng như công bố toàn bộ hệ thống đại lý ủy quyền của Minh Anh Water trên hệ thống của Geyser Liên bang Nga. Trong thời gian tới, Geyser Liên bang Nga sẽ tiếp tục hợp tác với Minh Anh Water để nâng cấp khả năng xử lý của dòng máy lọc nước Nano Ecota đối với đặc điểm nguồn nước mới nhất theo khảo sát của Minh Anh Water tại Việt Nam. Kết thúc buổi họp báo, đại diện phía Geyser Liên bang Nga một lần nữa cam kết sự hợp tác sâu rộng, đồng thời cũng đánh giá cao sự chuyên nghiệp cũng như những sự chuẩn bị, đầu tư mạnh mẽ của Minh Anh Water để mang một giải pháp nước sạch cho người dân Việt Nam theo xu hướng mới nhất thế giới đang hướng tới, đó là xu hướng Healthy Water. Nước không chỉ sạch mà còn tốt cho sức khỏe người sử dụng.